Xin kính chào mọi người ha, trở lại video tiếp theo của em. Ấy khán giả quá chừng mưa ơi. Cũng có khán giả vào biển Hoàng Cụ Năm, không biết là ở đâu đến không rồi. Chuyển ra với lộn đám tang chung xong rồi. Tiên đến mộ năm như là có gì cũng bày tỏ tấm lòng, nên là bây giờ thì người thấy nó như cô vừa rồi cô mới đi đưa đám đám thì cô ghé để mà đó, hiện tại thì cũng có chiếc một chiếc xe tang tới như chuẩn bị vô thôi. Khách cửa gì chân người ta hết hồn rồi rồi wow, cái số đây là mấy người đang chuẩn bị lấy phiếu nhận gạo đó. 12 giờ có
phiếu kêu xuống nha, chứ mình nhận rồi đừng có nói xuống kêu người xuống đây nữa nha. À, hai phiếu là hai phiếu thôi, ví dụ như về đừng có thông báo là hàng xóm ở đây phát gạo rồi chết luôn á. Cảm ơn chị nha. Rồi rồi Minh, mốt em Minh, mốt em thông báo vậy Minh về nhà đừng có nói lại thầy cho gạo á, tao tưởng được. Rồi, mấy bồ câu dễ dàng dữ hả? Hiện tại bây giờ thì trưa nay là sẽ quay. Đây là bồ câu nè, mọi thấy không? Rất là dạng không? Đi bộ mọi thấy không? Nghe đó nè. Đó. Ở phía sau đây thì ngôi mộ của ông cụ ông. Và rồi thì chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên kia như một khán giả đi vào mọi người. Rồi, gặp lại mọi người ở video sau. Mà cũng dễ vô luôn. Cái khán giả di chuyển vào một cái luôn. Kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.